Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời, mỗi con người sẽ nhận ra rằng tất cả mọi thứ trên thế gian này đều chỉ là hư không. Dù chúng ta đang sống trong một ngôi nhà khang trang, sở hữu một cơ ngơi vĩ đại, nhưng rốt cuộc, khi đời này qua đi, chúng ta sẽ chẳng mang theo được gì cả. Bởi vì trần gian này chỉ là chỗ trọ, và chúng ta chỉ đang ở tạm nơi này để đầu tư cho ngôi nhà thực sự của chúng ta trên thiên đàng. Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2023, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Gordon Robertson qua chủ đề Vui mừng trong đời tạm. Mặc dù Đức Chúa Trời đã ấn định 3 ngày lễ lớn cho dân Ngài, nhưng nhiều cơ đốc nhân ngày nay chỉ quen thuộc với 2 ngày đầu tiên, lễ bánh không men hay còn gọi là lễ vượt qua, và lễ cắt tuần hay còn gọi là lễ ngũ tuần. Tuy nhiên, ngày lễ thứ 3 cũng có ý nghĩa rất lớn, đó là lễ lều tạm, một tuần lễ đặc biệt vào mỗi mùa thu, khi các gia đình dựng lên chỗ trú tạm bên ngoài ngôi nhà của họ. Về cơ bản, ngày lễ này nhấn mạnh lẽ thật rằng chúng ta là những người tạm trú trên thế gian. Có thể chúng ta đang sống trong những ngôi nhà khang trang, nhưng thực tế là chúng ta chỉ sống tạm ở nơi đây. Và càng già đi, tôi càng thấu hiểu cuộc sống này tạm bợ như thế nào. Lễ lều tạm là lời nhắc nhở hàng năm rằng chúng ta đang chờ đợi một thành có nền móng do Đức Chúa Trời thiết kế và xây dựng. Hebrews chương 11 câu 10. Tất cả những nỗ lực của chúng ta trên thế gian này cần phải hướng tới nơi ấy trong cõi đời đời. Đức Chúa Trời phán: Sau khi đã thu hoạch hoa lợi từ sân đập lúa và hầm ép rượu, anh em phải giữ lều tạm trong 7 ngày. Trong suốt kỳ lễ, anh em, con trai con gái anh em, tôi trai tớ gái anh em, người Lê Vi khách lạ, kẻ mồ côi và người góa bụa đều phải vui vẻ mà giữ lễ đó. Jehovah Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho mùa màng cùng mọi công việc tay anh em làm, và anh em sẽ vui mừng trọn vẹn. Phục truyền luật lệ ký chương 16 câu 13 đến 15. Hãy lưu ý rằng mệnh lệnh này không chỉ dành cho người chủ gia đình, và Đức Chúa Trời đã 2 lần ra lệnh phải vui vẻ. Đây là một bữa tiệc cho tất cả mọi người, và lễ này sẽ được cử hành ngay cả sau khi Chúa Giêsu trở lại. Sa-cha-ri chương 14 câu 16 thuật lại rằng: Sau đó tất cả sẽ lên đó hàng năm để thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân và giữ lễ lều tạm. Tuần lễ này còn được gọi là những ngày chuyển tiếp. Là tín đồ đấng Christ, chắc chắn chúng ta đang sống trong những ngày chuyển tiếp giữa lần đến thứ nhất và lần đến thứ hai của Chúa Giêsu. Vì vậy, làm sao để chúng ta vui mừng trong thời kỳ chuyển tiếp này? Đức Chúa Trời đã hứa trong suốt Ai Cập ký chương 33 câu 19 rằng: Ta sẽ làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Vì vậy, trong khi chờ đợi lời tiên tri về sự tái lâm vinh quang của Đấng Christ được ứng nghiệm, hãy vui mừng vì Chúa đã chọn bạn làm tôi tớ của Ngài. Hãy nhớ rằng Ngài hằng dành lòng thương xót và ân điển cho bạn mỗi phút mỗi giây trong suốt cuộc đời. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã chọn con giữa muôn vàn người trên thế gian để thực hiện mục đích vĩ đại của Ngài. Xin Chúa nhắc con nhớ rằng cuộc sống trên trần thế chỉ là những ngày chuyển tiếp, để con có thể vui thỏa trong ân điển Ngài, đồng thời cũng không quên nơi ở đời đời của mình mà Ngài đã sắm sẵn cho con ở trên trời để đầu tư một cách thích hợp. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn thấy rằng mình có đang đầu tư thời gian, năng lực và tài chính vào đúng chỗ chưa? Đang khi chờ đợi Chúa Giêsu tái lâm, hãy vui mừng trong ân điển dư dật của Chúa và sống thật trọn vẹn đời tạm này bằng cách hoàn thành sứ mệnh mà Ngài đã giao cho bạn. Để rồi khi Chúa trở lại, bạn sẽ được khen là đầy tớ ngay lành và trung tín của Ngài.
lòng không lo toan, cũng chẳng khi gặt gieo loài chim ra chi. Chúa vẫn đêm ngày nuôi, còn anh hay tôi há chẳng hơn loài chim. Cuối xin Ngài đưa dẫn chúng con suốt chặng đường âu lo thở than. Cuối dâng Ngài ngày mai tính toán, bóng cuộc đời không vương lối con. Đồng xanh muôn hoa sắc thắm ôi đẹp xinh, lòng không lo toan keo chi hay dệt tơ loài hoa ra chi. Áo tốt vua nào so, còn anh hay tôi há chẳng hơn loài hoa. Cuối xin Ngài đưa dẫn chúng con suốt chặng đường âu lo thở than. Cuối dâng Ngài ngày mai tính toán, bóng cuộc đời không vương lối con. Đồng xanh muôn hoa sắc thắm ôi đẹp xinh, lòng không lo toan keo chi hay dệt tơ loài hoa ra chi. Áo tốt vua nào so, còn anh hay tôi há chẳng hơn loài hoa. Cuối xin đưa dẫn chúng con suốt chặng đường âu lo thở than. Cuối dâng Ngài ngày mai tính toán, bóng cuộc đời không vương lối con. Cuối xin Ngài đưa dẫn thân mến. Chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thật vui được đồng hành cùng quý thính giả khắp nơi trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Tôi mục sư Phạm Văn Hiệp, Hội Việt Chúa Hội Thánh Tin Lành Baptist Việt Anh tại Brisbane. Chúng tôi hàng ngày thường nghe chương trình One Way Radio được phát thanh từ những bài tỉnh nguyện rất là hay. Và chúng tôi nhận được bài học từ buổi sáng và chuyển đến bài học và tín nguyện hàng ngày vào group của Hội Thánh Messenger để cả Hội Thánh cùng nghe. Và chúng tôi lưu ý nhiều người rất thích thú nghe những bài tín nguyện, một tài liệu rất là phong phú và đầy ơn của Chúa qua chương trình One Way Radio.
được phát đi hàng ngày. Và đây là một chương trình, nó là một bài tĩnh nguyện, một tài liệu, và chúng tôi tin rằng nó có khả năng đem lại sự khích lệ lớn cho nhiều người và giới thiệu đến với nhiều người trong và ngoài hội thánh, ngay cả những người thân hữu mà chúng tôi được biết đến, họ có tấm lòng tìm hiểu về phúc âm và tin lành. Cho nên một lần nữa cảm ơn One Way Radio và tất cả những người nhân viên nhân sự đã sẵn lòng dịch thâu và phát đi những bài học đầy quý báu để gây dựng hội thánh của Chúa khắp mọi nơi. Thật cảm ơn Chúa. Những công khó trong Chúa không bao giờ là vô ích khi từng bước Ngài sử dụng chương trình tĩnh nguyện hàng ngày để đem đến ích lợi cho hội thánh Chúa khắp nơi. Lời Chúa trong chương trình hôm nay cảm động quý thính giả điều gì không? Hãy cậy ơn Chúa và bước đi trong năng quyền của Ngài để thực hành điều Chúa nhắc nhở nhé. Và hãy chia sẻ cùng chương trình những kinh nghiệm tươi mới của quý vị. Thân chào và hẹn gặp lại!